Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Ứng phó với bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương, quyết liệt nhất, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 855 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum và thành phố Đà Nẵng, các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch. Công điện nêu rõ, cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Khi đến nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ có thể vẫn mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc Biển Đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Bình đến Bình Thuận, gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất, căn cứ và diễn biến ban hành lệnh cấm biển để đảm bảo an toàn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ. Phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở, căn cứ diễn biến và dự báo bão, ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch. Rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ. Thủ tướng giao các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, tàu thuyền hoạt động thủy sản, hệ thống điện, đảm bảo an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, vùng cửa sông, trên sông, đặc biệt lưu ý những khu vực đã từng xảy ra các sự cố tàu vận tải khi có bão, lũ. Phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc, các trục giao thông chính. Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống hạ tầng thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong mọi tình huống. Bộ Xây dựng, Y tế, Giáo dục Đào tạo,
văn hóa thể thao và du lịch và các bộ ngành khác có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho học sinh, khách du lịch khi xảy ra bão lũ. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan theo dõi sát tình hình, chủ động liên hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo điều kiện cho người dân và tàu thuyền của Việt Nam vào tránh trú bão khi có yêu cầu của địa phương. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tiếp tục theo dõi, đưa tin kịp thời, chính xác vào diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp các ngành để nhân dân biết, chủ động phòng chống. Giao Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các bộ, địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Bão Noru giật cấp 17 trở thành siêu bão khi vào Biển Đông. Bão Noru, cơn bão số 4, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực Biển Đông với gió giật trên cấp 17, trở thành siêu bão có sức tàn phá lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 12 giờ qua, cường độ bão Noru liên tục mạnh lên. Hồi 7 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc, 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cấp độ này, bão Noru có thể đạt tốc độ gió lên đến 215 km/h. Đây là một siêu bão rất nguy hiểm bởi cấp gió rất lớn, lớn hơn San Sen và Đà Nẵng năm 2006 và lớn hơn bão Dami, bão số 12 năm 2017 và Nha Trang. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 109,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 7 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 113,4 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều ngày 25 tháng 9 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Người dân ven biển các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, tới Phú Yên, một phần Bắc Khánh Hòa cần chuẩn bị các phương án ứng phó, tìm nơi tránh trú an toàn, các nhà bê tông kiên cố ở vùng không ngập lụt,
tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết, khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ và tìm nơi neo đậu an toàn, hạ biển quảng cáo ngoài trời, gia cố dàn giáo bê tông ở các công trình đang xây dựng, hạ mực nước ở các hồ chứa nước, gia cố lồng bè nuôi cá trên biển và tuyệt đối không ở lại lồng bè tàu thuyền, cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, chèn mái tôn bằng bao cát. Miền Trung mưa lớn và lũ trước khi đón bão mạnh. Thiên tai dồn dập những ngày tới ở miền Trung dự báo sẽ khốc liệt, mưa lớn và lũ sẽ xảy ra diện rộng. Ngay sau đó là cơn bão số 4 tiếp tục gây mưa tại đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noru. Đây là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, vì thế cần theo dõi thường xuyên các bản tin trong thời gian tới trên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Chia sẻ thông tin về đợt mưa lớn đang diễn ra và khả năng mưa bão thời gian tới, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cao điểm của đợt mưa lần này diễn ra trong đêm ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, một số nơi trên 450mm. Đây là lượng mưa cực lớn có thể gây ra lũ, ngập úng diện rộng. Về mưa lớn và lũ, hiện nay ngày 23 tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 50mm như Hưng Phú, Nghệ An 72mm, Đậu Liêu, Hà Tĩnh 83mm, Hương Xuân, Thừa Thiên Huế 55mm, Ba Trang, Quảng Ngãi 50mm, An Nhơn, Bình Định 94mm. Từ nay đến hết ngày 25 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết về cơn bão số 4 đang hình thành ở phía đông Philippines, nhiều khả năng đêm ngày 25 tháng 9 sẽ đi vào Biển Đông. Các dự báo hiện nay còn khá xa nên còn ảnh hưởng chi tiết về gió và mưa cho đất liền. Hiện tại chưa có thông tin. Tuy nhiên, nhiều khả năng bão sẽ mạnh lên ở Biển Đông và gây ra đợt mưa tiếp theo ở Trung Bộ bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9. Từ nay đến cuối năm, các dự báo cho thấy tháng 10, 11 là cao điểm mưa bão ở miền Trung. Do vậy, đợt mưa từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9 mới khởi đầu cho mùa mưa bão ở Trung Bộ. Cao điểm sẽ là tháng 10 và 11. Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi từ cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.